Mở đầu phần thông tin địa phương trưa nay là một ghi nhận tại thành phố Bà Rịa. Thưa quý vị, thành phố Bà Rịa đã được công nhận đạt danh hiệu văn hóa năm 2010. Phát huy kết quả này, thành phố đã xây dựng đề án nâng cao chất lượng thành phố văn hóa giai đoạn 2 từ năm 2016-2020. Qua 5 năm thực hiện đề án, cả 25 trên 25 chỉ tiêu đều đạt và dược so với mục tiêu đề án đặt ra góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, quốc phòng an ninh được giữ vững, chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên. Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa đã khen thưởng 9 tập thể, 22 cá nhân hộ gia đình đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án nâng cao chất lượng thành phố văn hóa giai đoạn 2, 2016-2020. Qua 5 năm thực hiện đề án, thành phố Bà Rịa đã huy động trên 5.300 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước để đầu tư hạ tầng kỹ thuật xã hội. Hạ tầng phát triển đã thúc đẩy kinh tế xã hội tăng trưởng và nổi bật nhất là lĩnh vực thương mại dịch vụ, với tổng doanh thu đạt 77.011 tỷ đồng, vượt gần 34,2% chỉ tiêu đề án. Thành phố xây dựng được 14 tuyến phố văn minh đô thị. Phong trào văn hóa thể thao được đẩy mạnh, mức hưởng thụ văn hóa đạt 75,5 lần một người, 47% dân số tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên. Hệ thống chính trị được củng cố kiện toàn, hoạt động có hiệu quả, chất lượng cuộc sống người dân được nâng lên. Trong đề án nâng cao chất lượng thành phố văn hóa giai đoạn 3, từ năm 2021 đến 2025. Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa sẽ cụ thể hóa 98 chi tiêu mà nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ 6 đề ra. Trong đó, thành phố tập trung nâng cao tốc độ phát triển bền vững các ngành kinh tế, thu hút nhiều dự án lớn, thúc đẩy các hình thức thương mại hiện đại văn minh, phát triển và chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, phấn đấu không còn hộ nghèo chuẩn quốc gia.